mới chạy lên. Em sẽ đi theo dõi đó, đi vòng vòng. Ồ ghê quá, ghê quá. Ồ ghê quá. Dạ Vương Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Vương Hồ phải về lại đất liền. Trong quá trình đoạn đường mà về đất liền á thì Bùi Hồ nhận được một cái tin, đó là anh Bảy á, cô bác quý anh chị, bị chìm một cái chiếc vò lãi. Và hiện bây giờ thì các anh em vẫn đang cố gắng để mà nâng chiếc vò lãi lên đó. Và vẫn đang cẩu để lên để chiếc vò lãi, tại vì hôm qua nó đậu qua đây nè, thì sóng đánh thì bị chìm đó. Thành thử là đang cẩu lên nè. Đó, đây là một cái hành trình khá là gian nan của anh Bảy. Nói chung là phải thuê người ở cô bác quý anh chị. Đó. Trước khi về thì mình ghé đây để mình coi cái hành trình cẩu như thế nào. Và cái chiếc vỏ bên kia cô bác quý anh chị là cái vỏ để cào nghêu. Đó. Và chiếc tàu lớn bên kia. Đây là anh Thờ Lặng nè. Bây giờ anh Thờ Lặng ở đây, anh bắt đầu anh lặng nè. À, để anh gắn phi vô. Anh Tý ơi, cho em vô cái tàu này. Đó, mỗi một anh em sẽ vô một tàu để mà phân công, để quay nhiều góc quay khác nhau. Rất là sóng, rất là lớn luôn cô bác quý anh chị. Nói chung là sóng cực kỳ lớn luôn. Huy động một cái dàn lực lượng. Đây bắt đầu những cái dây cáp này đó. Đang chuẩn bị những cái công đoạn đầu tiên để kéo dây cáp lên nè. Lần đầu tiên mà Bùi Hồ thấy được cái cảnh như thế này luôn. Đây là cái thước phim mà không phải quay để mà đùa, nhưng mà quay để thấy được sự kỳ công của những người đi biển. Chào anh. Ô anh Bảy, cực khổ quá. Sao đây anh thấy chập chờn quá anh này. Anh Bảy, khó hả? Và bữa nay già dột. Ê ê ê ê ê ê ê ê. Trời trời, rất khó hả? Cẩn thận nha anh Trí. Nó bị chìm bao giờ anh Bảy? Chìm rồi, khó rồi hả? Đêm hôm qua đấy hả? À? Ờ, đêm hôm qua mình nhậu á. Rồi sống sống nhiều lắm, sống nhiều một khoảng nửa đêm. Đợt cái này nó nửa đâu. Mình định vị ở đâu được anh Bảy? Hả? Định vị ở đâu rồi? Đây, cái vỏ này hả? Ờ, lên cái máy đèn rồi đó. Mới kéo lên được cái máy đèn, còn cái máy chạy lên. Anh chiếc vỏ bên kia của mình luôn hả anh Bảy? Ờ. Cho em qua vỏ đó quay hay hơn á. Đủ hướng. Anh Trí ơi, hả? Phân qua mỗi người một góc quay nữa ghép qua. Bây giờ anh Thờ Lặng, anh thủy thủ vẫn đang lặn ở đó kìa. Đó, rất là khó luôn. Lấy gì? Anh á. Mình sẽ qua gõ này, mình sẽ đi vòng vòng. Qua đây cho em đi vòng vòng đi. Em sẽ đi theo dõi đó, đi vòng vòng. Không có con nào chỗ này muốn nó xe hết trơn luôn. Cái gì? Không bánh muốn nó xe hết trơn luôn. Ủa vậy hả? Không có luôn. Bây giờ mình sẽ chạy vòng vòng để coi anh Thờ Lặng thủy thủ nè. Anh hai. Hả? Chạy lại coi anh thủy thủ đó anh hai. Vòng vòng đó mình coi anh đó anh Lặng. Ôi chào anh. Bùi Hồ TV. Thấy nó chập chờn ghê quá anh Thác. Không có anh này ớn lắm. Ớn lắm không? Anh hai đây là một người thợ lái chuyên nghiệp luôn á.
Trời. Có khi nào nó lật ngang bất cứ lúc nào không? Hả? Hiếm. Có mà hiếm không? Rồi cho em thôi. Em ở đây đi. Đó giữ không cậu? Chào anh. Lát nữa mình kéo cái đó lên ở đó. Nè. Ồ, lần đầu tiên mà đi biển mà thấy được cái cảnh này luôn á. Mấy anh lặn ở dưới ta? Một người hả? Làm sao để mà mình chìm được xuống ở dưới ta? Tại vì biển nó mặn, nó nặng mà, nó nổi mà. Dạ. Ủa hiện nay mình đã chôn phi xuống dưới hả? Phi mình nhận nước á, nhận nước mình đưa dưới rồi. Nhận chưa anh Thắng? Nhận nước đưa dưới, bọc rồi. Bọc dưới mình ngon thôi vô. Chứ ta cầm dây này xuống dưới cuộn vô cái máy rồi là này phải lên đô cẩu lên. Ồ, ghê vậy? Này là lát nữa cẩu qua tàu này phải không? Ồ, ghê không? Anh nói kìa. Vất vả quá anh. Những cái thước phim này cực kỳ hiếm thấy luôn á cô bác của anh chị. Cái này không phải lúc nào cũng có được đâu. Ờ. À. Anh đã lặn xuống dưới hả? Anh hai anh chia sẻ là đang anh đó lặn nữa kìa. Mình không quen mình lặn không được hả anh hai? Cái này ghe nhà có mấy người lặn, có 2-3 người lặn nha. Có bướm này một người, với cái này ghe nhà cho 2-3 người lặn. Vẫn đang rất là hồi hộp luôn. Ở tại sao mình phải tới ba chiếc ghe lặn? Lên. Biển động sóng mình lặn lên. Biển tĩnh là mình lặn không được hả? Tĩnh là mình ly phi mà đâu cần cái chiếc lô rồi đâu. Bây giờ lên được rồi, còn này nó biển động rồi, mình mấy chiếc lô không chở được. Mình có cái này mình lên nó khỏe hơn, mau hơn, nhẹ hơn. Bây giờ đang căng lên à. Rơi được ha. Cái bạn này cũng lính nhà không à? Lính nhà không hả? Ừ, nhà cũng đủ rồi, điều kiện. Thường thường thì mướn thì một người, nhưng mà cái này lính nhà thì 3-4 người người ta lặn. Tử chút nữa. Dạ. Mà làm nghề biển đấy cũng cực bụng. Trời ơi, chung sướng nào. Đây xuống cái là mình chút cái vô nhà nó xuống. Ấy mực nước biển này sâu không anh hai? Hả? Mực nước biển này sâu không? Này xuống dưới 7 thước à. 7 mét hả? Ôi ghê vậy. Ủa anh nói loại chi ta? Mình chỉ được đội vòng vòng thôi. Tại nơi đây là nơi cái chiếc tàu đó chìm. Nơi đây là nơi cái chiếc vỏ lãi đã chìm, chiếc tàu đã chìm. Tàu đắm chứ không có tàu chìm đâu. Ờ, đắm hả? Tàu đắm nằm đó đó. Rất là say sóng luôn. Anh Hồng, qua bên vỏ ngồi chơi đi cho nó dẫn.
đây em có hai chạy vòng nhỏ kia, cái vòng nhỏ kia rồi hồi ra rước. Dạ. Chạy nhỏ mình nó quay đi cho nó dữ. Dạ. Qua nó ngồi quay cho thoải mái. À, bây giờ mình sẽ qua cái chiếc tàu lớn này. Ghê lô. Ghê quá. Ồ ghê quá. Ở xa không có xa, không có gì đâu mà lại gần nó hút. Dạ. Rồi, còn đâu? Rồi. Rồi, ok. Ồ. Trời. Cứ vậy? Ừ, nó lại gần nó hút đó. Hút hả? Ừ, nó hút hai chiếc nó hút đó nha. Ở xa mà thấy gì cho lại gần. Ồ thấy nó lên đây thấy xì sóng anh ta. Lên chiếc bự nó giật. Nhìn cái chiếc mình nó téo tèo tèo tèo. Ồ anh cho em lên ké cái nha. Anh ơi. Ôi ăn mì mật luôn á. Trời. Lần đầu tiên thấy tô mì nè. Tô mì của thủy thủ nó khác với tô mì của dân thường á. Mày anh ơi. Dạ. Còn đợi lâu không anh? Tiếng á. À, tiếng hả? Bây giờ anh này anh đang đợi đợi. Dạ, Bùi Hồ TV. Bùi Hồ hả? Dạ. Ở trong này là gọng mực không à cô bác quý anh chị. Ờ thấy không? Nè tối mình rảnh mình đi vớt ha anh. Không cào dính. Cào dính hả? Con này sống rồi chứ. Sống. Cái đó là chết thì mình có chết. À. Mày ở trên đây mà. Dạ. Bùi Hồ. Dạ. Ồ nhìn mấy anh em vui ghê ha. Vui lâu có việc vui vậy. Dạ. Mì anh này thường thôi, chỉ có ba con mực thôi. Bạn kéo đường Zalo lên đi, kéo rút Zalo thẳng lên đi Sanu. Để tôi đăng ký gần lại nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi lên đi, lên gì kìa. Chung ơi, Chung, bả con dây ghe của nó ra đây. Để quay cái clip này đi rồi mới bốn cái hàng bạn của nó lên xem chỉ cái cơ nó lên thấy à. Dạ. Nè cô bác anh chị mình ở trên ghe lớn mà. Chung ghe ơi, Chung ghe ơi. Ôi ơi. Ghê quá. Không xuống anh. Ôi này anh đang ăn anh nhảy xuống luôn nè trời. Ồ anh thấy không? Thấy mấy anh em làm việc cực khổ ghê không? Sao mà kéo vô trong đây. Đúng rồi, kéo vô trong nó lắc thảy máy đen. Anh nhảy xuống luôn hả? Không. Coi áo ơi. Coi áo ơi, nhảy xuống vô ra coi ơi. Ở chuột nhảy xuống luôn cũng được đó. Chị cha. Khiên cào vô. Đó, khiên cào vô để hồi đem chiếc xuồng lên á.
sau khi anh khiêng vô thì anh quét ba này xuống nè. Đang cột dây vô anh, là mình đã neo xong rồi phải không? Anh đó anh nào phải đeo một cái kính lặn để anh có thể thấy được ở dưới biển.
xuồng nằm ở dưới kia, nhưng mà ở chiếc ghe nằm ở dưới kia, nhưng mà anh em mình phải tranh thủ về. À, xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video clip sau nha. Đợi tại vì đợi còn bạn đến tối á, ai đi vất vả luôn á. Ơi cũng đến giờ mấy anh em mình tạm chia tay rồi, quay một thời gian cậu máy gì cho cô bác quý anh chị xem. Trồng trền ghê quá. Đài đăng nhức đầu. Chào các anh em về nha. Chào em, gặp lại cô bác quý chị ở những video clip sau nha. Ôi trồng trền quá rồi.